Em chào các bác. Hôm nay em xin thay mặt anh Tú em xin lên một số đơn lan của rừng Lai Châu các bác nhá, có đùi gà, cáo và tam bảo sắc các bác nhá. Các bác nào muốn sưu tập thì liên hệ vào số điện thoại của anh Tú là 0868825909 các bác nhá. Em xin lên đơn đầu tiên này, đơn số 1 là đùi gà nhá bác nhá, đùi gà của rừng Lai Châu. Đây đơn số 1. Đơn này em bán với giá là 250k các bác nhá. Đấy, cục một cục nguyên bản luôn ạ. Thân tơ các bác nha. Hoa tím đây, hoa đây, còn bông này vẫn còn sót mà vẫn hoa đấy ạ. Đấy. Chậu này em bán với giá là 250k các bác nhá. Em xin lên đơn số 2 này. Đơn số 2 cũng đùi gà này ạ. Đơn này em xin bán với giá là 200k các bác nhá. 200k. Đấy, cho một chậu đùi gà. Cực đẹp luôn các bác này. Đơn số 2 này em bán với giá là 200k đấy. Em lên đơn số 3. Đơn số 3 này thì to. Đơn này em bán với giá là 300k các bác nhá. Đây. Cực đẹp luôn. Lên đơn thứ 4 này các bác này. Đơn thứ 4 này cũng đẹp này các bác này. Đây đơn thứ 4 đấy ạ. Đơn này em bán với giá là 300k các bác nhá. 300k cho các bác nào sưu tầm này. Cực là đẹp luôn các bác nhá. Thuần ấm chậu cực đẹp, dễ đẹp, mầm khỏe đẹp này các bác này. Đấy. Chậu này em bán với giá là 300k. Em xin lên đơn số 5. Đơn số 5 có giá là 300k các bác nhá. Rất là đẹp luôn này các bác này. Em nó trồng thuần đẹp luôn rồi các bác nhá. Đấy. Đơn này em xin bán với giá là 300k. Đơn số 5. Tiếp theo em xin lên đơn số 6 ạ. Đây đơn số 6 là một cây cáo của rừng Lai Châu các bác nhá. Đây này các bác này, có một vòi hoa này các bác này. Đơn này em bán với giá là 600k các bác nhá. Một cây cáo của Lai Châu với giá là 600k này. Đơn số 6 này các bác này. Đấy, đơn số 6 với giá là 600k một cây cáo này các bác này. Hoa tím đẹp nha các bác nhá. Đấy. Em xin lên đơn số 7 cũng là một cây cáo, một nhánh hoa các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác này. Lên đơn số 7 này cũng có giá là 600k này các bác này. 600k cho đơn số 7 nha các bác nhá, một cây cáo nhá. Em xin lên đơn số 8. Lên đơn số 8 này cũng là một cây cáo này, một vòi hoa các bác nhá. Hoa của cáo Lai Châu rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, em lên đơn số 8 này ạ. Đơn số 8 là một cây cáo này. Đơn số 8 này xin bán là 700k nhé các bác nhé. 700k cho đơn số 8. Em lên đơn số 9 này. Đơn số 9 là một cây cáo, hai vòi hoa các bác nhé. Đơn số 9 này em bán với giá là 600k này các bác này. 600k cho đơn số 9 này. Một cây cáo, hai vòi hoa. Đấy. Em xin lên đơn số 10. Lên số 10 cũng là một cây cáo có một vòi hoa các bác nhé. Đấy, một cây cáo có một vòi hoa đơn số 10 này các bác này. Với giá là 600k, đơn số 10 này bán với giá là 600k các bác nhá. Đấy, một cây cáo một vòi hoa rất là đẹp luôn các bác ạ. Em đi xin đơn số 11 này các bác này. Đơn 11. Đơn 11 này cũng là một cây cáo, một vòi hoa. Em xin bán với giá là 600k các bác nhá. 600k cho đơn 11 các bác. 600k cho đơn 11 này, một cây cáo này các bác này. Đấy. Đơn 11 là 600k. Tiếp theo em xin lên đơn số 12 là tam bảo sắc nha các bác nhá. Tam bảo sắc đang lụ hoa. Đây ạ, đang lụ hoa đây ạ. Tam bảo sắc của rừng Lai Châu các bác nhá. Em lên đơn số 12 này các bác này. Đơn số 12 này có giá là 500k nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn các bác này. Không chê vào đâu được luôn. Đơn số 12 này em bán với giá là 500k. 500k cho một chậu tam bảo sắc đang lụ nha các bác nhá. Toàn ngọn đẹp luôn các bác này. Đây, chuẩn của Lai Châu luôn, em đã trồng thuần rồi này. Đấy. 500k cho chậu tam bảo sắc. Đây đơn số 12 nha các bác nhá. Em đơn số 13 này các bác này. Đơn số 13 này có giá là 400k nha các bác nhá. 400k cho đơn 12 ạ. 400k cho đơn 12 đang lụ nha các bác nhá. Các bác về chơi hoa luôn ạ. 400k đang lụ đây các bác này, thân ngọn này các bác này, thân rất là đẹp luôn. Đấy, đang lụ hoa các bác nha. 400k. 400k đơn số 13. 400k cho đơn 13. Em lên đơn 14 này các bác này. Đơn 14 này có giá là 500k các bác nhá.
500k cho đơn số 14. Đây các bác này. 500k cho đơn số 14, đây đang lụ hoa chi chít nha các bác nha. 500k cho đơn số 14 ạ. Em lên đơn số 15 này các bác này. 15 là có giá là 400k nha các bác nhé. 15 có giá là 400k cho một chậu tam bảo sắc này các bác này. Đấy, đơn số 15 cũng đang lụ nha các bác nhé. Chậu nào cũng đang lụ để ngắm hoa luôn đệ, hồ hoa đệ. Em lên đơn số 16. Đơn 16 này có giá là 500k nha các bác nhé. Đơn này rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, thân nó ngọn. Đây các bác nha, thân này nha. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác này. Đơn này em bán với giá là 500k các bác nhé. Đấy, đơn số 16. Em lên một đơn cuối này, đơn số 17 này các bác này. Đơn số 17 này cũng có giá 500k nha các bác nhé. Đơn số 17 này có giá 500k đấy. Em chào các bác nhé, bác nào có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại của anh Tú là 0868825909 nha các bác nhé. Em xin chào các bác.